Tôi lại vừa có một chuyến bay với 6.400 dặm, tức hơn 30 giờ bay để tới được đây, tức vị trí chính xác này tôi đang đứng. Đó là một thành phố dưới lòng đất với 2.000 người có thể sống. Đó là một xã hội ngầm và tôi bị mắc kẹt ở đây trong 24 giờ tới. Thị trấn này có tên là Scoopy P, tại Australia. Còn nếu các bạn đã quên, thì chúng ta đang vòng quanh thế giới trong 30 ngày và đăng tải lên một video với mỗi ngày. Còn nếu tôi không hoàn thành về kịp New York trong 30 ngày tới, thì kênh YouTube của tôi sẽ bị xóa vĩnh viễn bởi một kẻ mà ai cũng biết, Mr. Beast. Và hôm nay chính là ngày thứ 11. Chào mừng tới thành phố ngầm PD. Nhận thẻ phòng tại lễ tân và bắt đầu đầy mùi phiêu lưu dưới này. Nó như một căn hầm trong Minecraft vậy. Càng ngày càng đi sâu xuống, chứ không chỉ là căn phòng ở dưới hầm. Và đây là căn phòng của chúng ta. Phòng này thực sự có giá $100 không vậy? Chào mừng tới phòng khách sạn dưới lòng đất. Tại đây ta có một phòng khách như một căn hộ vượt ngoài cả mong đợi. Tôi còn không mong chờ sẽ có nổi nó đâu anh em ạ. Và ta còn có thêm một phòng ngủ, rồi là phòng ăn trang bị cả tủ lạnh. Té ra có tới tận 4 cái giường ngủ hả? Để xem phòng tắm có gì nào. Phòng tắm có đầy đủ tiện nghi nhưng tiện đây xin được chia sẻ. Cooper PD là nơi có tỷ lệ tội phạm bạo lực gia đình cao nhất nước Úc. Và theo một người dùng chia sẻ, nơi này chắc là không an toàn đâu. Đây là thị trấn duy nhất ở nước Úc mà tôi cảm thấy không thoải mái khi đi trên đường. Và cũng là thị trấn có tỷ lệ bị xiên cao nhất cả nước. Tôi sẽ không giới thiệu cho các bạn nếu các bạn tới du lịch. Tôi thậm chí còn thích đi đường vòng còn hơn là đi qua nó. Phần lớn điều đó dường như xuất phát từ sự chênh lệch giàu nghèo vô lý. Có đầy người vô gia cư cạnh bãi đỗ xe Bentley và vân vân. Dạo quanh cả phòng ăn ở nơi này thì có thiếu cái gì đâu. Nơi này đã tồn tại được khoảng 30 năm rồi. Con nhà nghỉ thì là cả trăm năm, ngang cả tuổi hầm mỏ luôn. Và tôi đã chuẩn bị đồ ăn nấu từ hôm qua rồi. Chưa hết, tôi còn may mắn gặp được người đàn ông này tự đào ra căn nhà riêng của mình ở dưới này. Thời gian tiêu tốn hết hơn 2 năm. Và thế là anh ta đã dẫn chúng tôi tới nhà riêng của anh ấy để tham quan. Nhiều phần trong này được tự đào bằng tay sao? Vậy là ông ta đã xài cái cuốc tay như trong game luôn. Ông ấy đã rất tự hào khi kể lại quá trình thi công căn nhà. Đi theo lối nhỏ dẫn tới một phòng tắm sụp nhà. Còn đây là phòng ngủ. Và sâu hơn nữa là phòng tập gym cực rộng. Thật là mở mang tầm mắt khi được chứng kiến hóa ra ở thời đại này vẫn còn nhiều gia đình ở dưới lòng đất. Trông xà cứ như bị ướt vậy. Thế là phòng ngủ này của ai? Của nhóc hả? Của hai nhóc này ăn ngủ như nhập vai vào game. Sau đó chúng tôi ra quán bar uống bia tạm biệt nhau. Thì tôi gặp lại được một người cư dân hầm mỏ ở đây tiếp. Anh ta dẫn tôi đi qua hàng loạt cái hố như điểm khai thác do con người đào bới. Họ khai thác đá opal để bán. Đó là nguồn thu nhập của thị trấn này. Nói chung là cả thị trấn này chỉ có đào với bới thôi. Và tôi nhận ra cảnh này giống hệt như trong phim này. Ông cảm thấy thế nào mỗi khi khai thác được hàng tốt? Ôi, dĩ nhiên đó là một cảm giác vô cùng tuyệt vời rồi. Ben của dân tôi tới một chỗ hang không còn hoạt động nữa. Nó không khác nào cái khe nứt bị mắc kẹt ở trên núi chứ không phải là ở dưới lòng đất nữa. Quay về phòng bây giờ là 6:30 tối, có nghĩa là đang có bữa tiệc ăn ngoài kia, nên tôi và Tyler đã lên đồ. Bữa tối nay có nhóm học sinh tốt nghiệp lớp 6 đang ăn, nên chúng tôi đành phải chọn né ra một góc này. Ăn xong thì tôi dẫn các bạn tham quan tới một nhà thờ, được xây hoàn toàn dưới lòng đất luôn. Và sông ngang, đây là một trong những căn phòng rộng nhất của thị trấn lòng đất, cùng với những bức điều khác theo đúng nghĩa đen. Sau đó chúng tôi đi bộ khám phá xung quanh nơi này tới kiệt sức, nên chúng tôi đã phải về lại khách sạn để ngủ. Sáng sáng ngày hôm sau, đúng là một giấc ngủ ngon nhất mà tôi từng có trong đời. Ý tôi là nó không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng, và đặc biệt là hoàn toàn trong im lặng. Sau đó là cuốn gói rời khỏi đây để trả phòng. Và kết thúc tập này, rời khỏi đây thì chỉ có một cách, chính là nhờ nó đây. Một chiếc phi cơ tiêu tốn giá $7,000 để bay khỏi đây. Bởi vì làm gì có chuyến bay thương mại nào trong 2 ngày tới, nên cần phải bay gấp để ta sẽ gặp lại vào ngày mai. Đó chính là tại đây, đảo Kangaroo, nơi có số lượng chuột túi nhiều gấp đôi số lượng người dân ở Úc. Một giờ đêm qua tôi đã cập bến tới đây và tôi đã thuê một chiếc thuyền ra khơi để rồi bị mắc kẹt tại hòn đảo Kangaroo này. Họ đã dặn tôi đừng có dài mà solo một một với Kangaroo. Tôi sẽ bị mắc kẹt ở đây không có thức ăn, không nước uống và cả không nơi trú ẩn. Cách sang trọng nhất ở đây là tự lực cánh sinh ở vùng hẻo lánh này. Còn ngược lại với bạn tôi là Tyler, thứ đang ở cạnh tôi lúc này là một chiếc xe RV trị giá $1,000,000. Nó cũng là một chiếc xe địa hình thứ thiệt. Nhân tiện sống sinh tồn thì tôi có một người dân địa phương ở đây. Anh là một chuyên gia sinh tồn có phải không? Nếu đi theo tôi thì cậu có tỷ lệ sống 86%. Trên mạng thì ông ấy được mệnh danh là người sinh tồn giỏi nhất nước Úc, nhưng tôi lại không tin cho lắm. Hơn 1000% kinh nghiệm bạn học trên Internet chỉ là lý thuyết xuồng thôi. Nói chung là trên hòn đảo này có nhiều loài động vật khác và mục tiêu của ta là sống sót thôi. Quay trở lại cùng khám phá chiếc xe RV này nào. Chúng ta có một phòng khách nho nhỏ và một chiếc tủ lạnh ở dưới này. Một chiếc bếp từ được chạy bằng động cơ dầu diesel của xe luôn. Một lò vi sóng và nướng. Ta còn có hai giường ngủ với đầy đủ chức năng. Máy điều hòa không khí có thể hoạt động độc lập nhờ pin mặt trời. Rồi có một phòng tắm cỡ lớn ở đây. Và trong quá trình di chuyển tới vườn thú, vẫn được ngồi ăn như tại nhà. Bánh nhân thịt này rất ngon. Tôi tin là Eric ngoài kia có trải nghiệm trái ngược với các bạn ạ. Tôi vẫn đang vật lộn đi tìm kangaroo để solo. Nhưng rồi tôi phát hiện ra một con gấu koala với một con ngựa gần nhau.
Tôi lần đầu được thấy nó ở ngoài đời đấy các bạn. Ông thấy nó bao giờ chưa? Tôi chưa thấy, nhưng là còn thấy nó đang băng qua đường nữa cơ. Chuẩn bị nhảy kia anh em. Dù chưa tìm được kangaroo để solo, nên mà tôi có vài trạm tập trước. Tôi đã có mặt tại sở thú luôn cho đỡ phải tìm kiếm. Họ đưa túi thức ăn cho tôi, và cứ thế là vào vung vẩy thôi. Con này hơi nhỏ nhưng có thức ăn là đường ngắn nhất để lấy lòng mọi cô gái. Không đời nào nó vừa bơ tôi kìa, có lẽ nó là con đực. Quay về với Eric, có vẻ họ đã lạc đường tới thất vọng rồi. Thôi nào, không ai thèm cho đi quá giang luôn. Cứ đà này kênh tôi sẽ bị xóa mất. À này cô em, tao là Tyler, cố ăn dùm tao một miếng đi. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã nhờ đi được xe. Và trên đường đi có một phát hiện bất ngờ. Tôi đã xin xuống tại đây bởi vì có một con kangaroo trưởng thành đang nằm chiêu chiêu. Riêng bọn này không nên solo với nó ở dưới nước, vì nó sẽ dìm bạn chết đuối như con chó vậy. Tôi dạy các bạn nha, tóm nó thấp xuống rồi tung liên hoàn trưởng với toàn bộ can đảm. Thế nha, các bạn coi này. Tôi không để tin được người đàn ông này sinh tồn lại máu liều nhiều hơn máu nào. Tôi đang rất sợ cho ông ta. Nó đã đứng dậy, như đôi vai của nó mà xẻ. Ông ta đang bật chế độ công dân Úc hoàng giả. Thôi sợ thì cứ ra đi, vậy là mục tiêu của tôi đã không đạt được. Chứ thử gần lại nó như cỡ video này xem. Trong khi ấy, Tyler đã chơi chán với gấu koala ở trên tay. Trông nó như kiểu đang muốn yêu tôi mãi mãi vậy. Sau đó chúng tôi đã ra bờ biển. Nơi đây không chỉ là tìm kiếm mấy con vật kia đâu, mà gần đây nó được trao giải top 1 đẹp nhất về bãi biển trên tổng số 11.647 bãi biển ở Úc. Bởi vì đi khe núi này, các bạn có nhận ra nó từng được quay trên nhiều bộ phim nổi tiếng không? Không còn có cơ hội nào cho Tyler được chứng kiến một khung cảnh đẹp như thế này đâu. Sau đó chúng tôi chuyển từ sinh tồn sang bơi tận hưởng. Chúng ta cần thu thập một số lượng thức ăn bổ sung đạm anh em nhỉ. À không hiểu sao thì lại đánh răng máy giữa ban ngày trong khi còn chưa có thức ăn. Đây sẽ là lúc để ông thể hiện kỹ năng sinh tồn. Nước trên kia chảy xuống át hẳn là nước ngọt đọng bởi sương mù. Bản thân nó đã được lọc bởi cát khi được chảy xuống đây, nên có thể hợp luôn cho tươi. Nước rất ngọt. Còn thi thì chỉ cần lật mấy hòn đá này ra là đầy cua. Tốt hơn cả tôi nghĩ. Nhưng rồi tôi nhận ra quyết định bắt cua này phải tối thiểu dài 11 cm. Vì vậy, như con này sẽ được giải thoát. Thế còn nghèo thì sao? Chỗ này ở Mỹ là mua mất một đô đấy. Màn đêm buông xuống, chúng tôi dừng trại qua đêm. Săn công cụ thì lửa không thành vấn đề. Hiện tại tôi đang rất ẩm ướt, bẩn thỉu và mệt mỏi. Tôi mặc kệ Tyler đang tận hưởng nó tới mức nào. Trong đây không khí rất ổn, bụng thì chứa đầy thức ăn, nên thật là thoải mái và an toàn. Thật lòng thì như thiên đường vậy. Hẹn các bạn sáng ngày hôm sau. Sau cùng thì ngày hôm sau tôi phải mất $45 cho một vé để vào đây. Chỉ còn cách đó thôi thì tôi mới chơi được với kangaroo, với cả chim cánh cụt. Bọn nhím này có thể giết chết bạn đấy. Này bạn chim, công nhận nó đẹp thật đấy. Ở đây nuôi cả rơi các bạn à, loài này cũng có ở trong này luôn sao? Còn tôi thì đã hoàn thành 3 nhiệm vụ cho hắn đã đề ra. Tôi và Eric sẽ gặp nhau ở sau đảo kangaroo. Cơ mà các bạn từng thấy kangaroo bạch tạng chưa? Nhìn gần thì nó thực sự trắng muốt luôn. Mấy con này được nuôi nhốt nên quen người rồi, chứ hoang dã thì nó đánh tôi không kịp thuyết mình mất. Còn giờ thì đã xong, tôi lên đường đi tiếp đây. Ngày thứ 3 sẽ là một ngày đặc biệt với màn trôn dựa trên rất nhiều du khách lạ. Họ muốn gặp người nổi tiếng, nên tôi sẽ làm tập này khi làm tập full 30 ngày được gộp lại. Bởi vậy bây giờ sẽ là sang ngày thứ 14 bùng nổ hơn. Này các bạn, chúng ta đang gặp phải một vấn đề lớn. Bất cứ khi nào tôi đi ăn buffet không giới hạn, thực tế thì tôi luôn cảm thấy bị lừa. Dù tôi đã cố gắng ăn nhiều nhất có thể, thế nhưng cửa hàng buffet vẫn luôn thắng. Chưa kể là thức ăn thừa không hết, cực lãng phí, quăng tỷ bao thức ăn thừa mỗi năm bởi đoàn buffet. Bởi vậy, tôi đã có một kế hoạch. Tôi đã mời tới tất cả các đối thủ ăn khỏe trên cả nước, những người dành cả đời để nhét thức ăn càng nhiều càng tốt vào cổ họng. Tôi đã bao vé máy bay mời họ tập trung tới Los Angeles để ăn sập cửa tiệm buffet. Mục tiêu lần này là ăn không để thừa lãng phí thức ăn nữa. Trước mắt đội quân chỉ toàn là người nhà cái đa. Thôi. Trong con này ở nhà chỉ ăn rau thôi, thật là không biết lượng sức mình. Sau đó là các vị tướng ăn đã đến, nên giờ là lúc gặp gỡ nhà các bạn. Lại còn để linh kênh là ông già ăn uống nữa. Con này rất có triển vọng, trông cậu rất khổng lồ đấy man. Nữ thì cũng có nhà, anh da màu nhỏ con này không biết ăn như thế nào đây. Cậu có kế hoạch gì để càn quét đạt chỉ tiêu nào? Tôi sẽ gom vô thật nhiều gà rồi cứ thế ăn thôi. Kế hoạch của tôi hôm nay khoảng 5kg đồ ăn. Có lẽ tôi sẽ bắt đầu ăn protein trước, bởi vì đồ tinh bột sẽ làm các bạn no sớm này. Đây đúng là người có chiến lược rõ nhất mà tôi đã nói chuyện này. Mà ăn nhiều nhé để hồi phục sức tay này. Và còn rất nhiều người nữa tôi không buồn phỏng vấn nên kệ cứ đi mà chửi. Thay vào đó thì Tyler sẽ đi thúc đẩy tinh thần anh em. Lực lượng đôi con ở góc này sẽ ăn sập tiệm buffet là có thật mật. Trước khi họ bắt đầu, từng người sẽ lên cân để tìm hiểu chính xác mà lượng thức ăn họ đã nạp vào. Nếu nhiều thì có thể lên cả chục tấn thực phẩm được tiêu thụ. Và đây là đội quân không có việc gì làm ngoài ăn.
Mọi lần ăn buffet là tôi rất trăn trở vì sợ ăn lỗ tiền. Tôi ngại với việc bỏ tiền lẻ ra trong túi để ăn thức ăn kém chất lượng, và các bạn hiểu ý tôi không? Nên lần này là không để ăn thừa, không được ăn thừa dù chỉ một mẩu thức ăn. Thôi vào thôi. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Cũng bắt đầu nào. Quán này hiện đang rất nhiều ghế trống. Tôi tin là quản lý sẽ không thích tôi dẫn nhiều người vào một phát như thế này, nên ông ta đã xin cái hình chụp lại. Mặc kệ thôi, đếm ngược bắt đầu. Từ người bình tĩnh đoàn kết chậm rãi thôi nha. Chính là khoảnh khắc này nó đang diễn ra đấy. Cứ thịt mà ăn trước thôi. Chưa ăn đã cạn dần rồi. Các vị khách khác đang khá hoảng mảng. Cô gái này ăn rau thật hả trời? Tôi ăn như thế này thì phá sản đấy công ty buffet à? Ôi rồi ăn bánh ngô sớm vậy bạn tôi. Cuộc chiến vẫn đang diễn ra với anh già màu này. Và sau đó là các shot quay gây cồn cào và chảy nước dãi cho người xem. Đây là đĩa taco này. Có tin xấu, có người đã chuyển qua ăn tráng miệng mất rồi. Và Sam, cô đang đùa chúng tôi đây à, cả đội đâu? Sao lại chỉ ăn rau là sao? Thì ăn salad mà. Theo tình hình này thì ta phải đoàn kết lại. Cạn cả trái ớt luôn. Hình như hơi cay, tôi nghĩ ăn món này là hơi sai lầm. Này các bạn, đây là người đầu tiên cần đi vào nhà vệ sinh. Come on, đi vui vẻ nhé người anh em. Trông hai bạn cứ như đôi bạn thân vậy. Cô bên phải ăn chỉ bằng một miếng cơ à? Tưởng gì chứ một miếng tôi cũng làm được. Cái anh chàng xước tay này chiếm sóng hơi ít nhỉ. Tôi có thể ăn cả ngày với cái món này. Món bánh chuối là nhất. Chúng ta sẽ bị thua mất. Ăn hết tới đâu thức ăn lại có đầy tới đấy. Tôi không biết chúng ta có chiến lại được không nữa. Tôi vừa ăn hết nguyên cả một chiếc bánh đấy. Họ vừa bổ sung thêm bánh chuối kìa. Ông thấy thế nào rồi? Không ổn đâu. Anh chàng quản lý này đúng không phải là dạng vừa đâu. Anh ta đã sắp xếp nhân viên của mình bổ sung hết đĩa này tới đĩa khác nữa. Tôi sợ sẽ bị thua mất. Hai cô gái này cũng đã bắt đầu sợ thua trước quản lý ấy. Đây là một trận chiến mà có lẽ binh lính của chúng ta sẽ thắng, cho dù có ai đó sẽ phải chết. Yên tâm, tôi sẽ ăn tới hơi thở cuối cùng. Cô này ăn được 8 đĩa cơ à? Thế bây giờ cô cảm thấy thế nào rồi? Cũng bình thường thôi. Ăn xong chỗ này đã bỏ cuộc chưa? Tôi ăn mà gấp 50 người nữa cũng được. Chỗ này thì tôi ăn hết 37 đĩa. Bên địch họ vẫn đang bày ra lại đồ ăn. Tôi sẽ không muốn nhìn thấy thức ăn sau lần này nữa. Tôi không còn thấy vui nữa. Được rồi các bạn, có vẻ như sắp tới dịp Giáng sinh với Tết, nên nhà hàng luôn trong trạng thái sẵn sàng chuẩn bị thức ăn. Cho dù số lượng người bước vào có đông như zombie, mặc dù lãnh đạo tới đội quân 50 người, bao gồm cả bạn tôi, nhưng họ cũng không đủ để ăn sập cửa hàng buffet lớn. Đã đến lúc tập hợp lại đội quân nhỉ? Đặt tất cả các đĩa của mình lên phía trước để tưởng nhớ đồ ăn cùng nhau. Thôi được rồi các bạn, cùng rời khỏi đây nào. Ông không ấn tượng lắm nhỉ? Thường thôi. Thanh toán tất cả cho tôi nhé. Vậy là hóa đơn tính ra vẫn rẻ chán chỉ $1,000. Và sau đó chúng tôi đã cân lại tất cả mọi người trước và sau khi ăn, để xem tất cả các lượng thức ăn mà chúng tôi đã ăn. Con số cuối cùng được tính ra là 500 pounds, tức 226,7 kg, hơn 2 tạ đó anh em, thật là điên rồ. Và dĩ nhiên, chúng ta sẽ gặp lại vào video ngày mai.